Rất nhanh đúng không ạ? Máy rất khỏe các bác nhé. Xin chào các bác. Hôm nay shop em sẽ giới thiệu các bác dòng khoan pin 36V Boss nhé. Em đập hộp ạ. Đập hộp ra thì thấy sách hướng dẫn này, một thân máy này, hai quả pin này và một sạc ạ. Đấy, với cái dòng Boss này các bác nhé thì có hai tốc độ khác nhau. Đầu tiên là 650 vòng trên phút và cấp độ số 2 là 2200 vòng trên phút ạ. Cái máy này là sản xuất ở Malaysia các bác nhé, nên các bác yên tâm sử dụng ạ. Các bác thợ dùng thoải mái đi công trường ạ. Vâng, và bây giờ em sẽ test cái sức mạnh của dòng máy này cho các bác nhé. Đây là sắt gà Sago ạ, 4mm đấy ạ. Ăn rất ngon ạ, máy rất mạnh. Vâng, rất mượt nha các bác nhé. Máy rất trâu bò. Vâng, và bây giờ em thay mũi khoan cho các bác nhé. Rất ngon đúng không ạ? Rất đơn giản. Đây là Sago 4mm các bác nha. Rất dày đấy ạ. Khoan rất ăn đúng không ạ? Ăn rất nhanh. Các bác thấy không ạ? Ăn rất mượt. Các bác thợ đi công trường thoải mái nha. Rồi, miếng Sago 4 đi ạ. Đây em cho các bác xem đây này. Đấy các bác thấy không ạ? Rất dày ạ. Vâng, và máy này là sử dụng pin 5 cell chuẩn các bác nhé. Nên là máy rất bền ạ. Pin này sử dụng được 4 tiếng liên tục các bác ạ. Và bây giờ em sẽ thử chế độ khoan là đục bê tông nhá. Rất nhanh đúng không ạ? Máy rất khỏe các bác nhé. Đấy, máy có 3 chế độ nha. Chế độ khoan này, chế độ bắt vít này, chế độ búa này. Đấy, và dùng rất là tốt. Bác nào mà đặt hàng thì để lại cho em số điện thoại và thông tin nha. Em sẽ gửi hàng đến cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, thử hàng trước khi thanh toán. Các bác yên tâm nha. Các bác cứ để lại số điện thoại và comment trên Facebook đi, em sẽ gửi hàng cho các bác.